nhà em này chị. Cô đây. Dạ vâng. Ơ bà. Ừ, chị gái ông xã 54 ông đó. Dạ ông ở trong. 96 tuổi. Thế đây của bà đây. Cô bà 9 mấy? Bà 9 mấy không? Dạ. Bà 9 mấy rồi? 40. Bà 9 mấy rồi? 9 năm nay tròn 95. 95 thế hai ông à kém ông 1 tuổi. 2 tuổi. Thế à? Ông 97. Tuổi Mão ông tí. À thế à? Ủy ban trụ sở Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Lương. Xã Phú Lương. Xã Phú Lương. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập huyện Tân Phúc. Ban tổ chức lễ tang thôn Duyên Phú kính báo. Ban tổ chức lễ tang thôn Duyên Phú, dòng họ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Thân nhân chúng tôi là cụ Đoàn Thị Nhuận, sinh năm 1928 tại thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Phú Lương, là tín đồ Hội Phật giáo xã Phú Lương, là hội viên Hội Phụ Nữ xã Phú Lương. Trong thời gian lâm bệnh đã được gia đình con cháu cùng các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa. Nhưng vì tuổi cao sức yếu cũng không qua khỏi, cụ đã tạ thế vào hồi 22 giờ 16 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022. Hưởng thượng thượng thọ 95 tuổi, ban tổ chức lễ tang và gia đình kính báo lễ khâm liệm vào hồi 13 giờ 05 ngày 25 tháng 12 năm 2022. Tiếp theo là lễ cúng viếng, lễ tổ chức an táng vào hồi 8 giờ 05 ngày 26 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 5 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ban tổ chức lễ tang thôn Duyên Phú và gia đình xin kính báo, kính mời các cơ quan đoàn thể, các tổ chức hiếu nghĩa, bạn bè thân bằng cố hữu họ hàng nội ngoại cùng bà con thôn làng tới chia buồn, kính đưa thân nhân chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức tang lễ Việt Nam, Văn Nhu, Nguyễn Văn Nhu, ngày 25 tháng 12 năm thay mặt gia đình, cụ ông Nguyễn Văn Chiêm, trưởng nam Nguyễn Văn Soát, A Di Đà Phật. Lễ nhập quan của bà Đoàn Thị Nhuận đã được cử hành. Tiếp theo chương trình xin kính mời con cháu ra trước lễ sàng. Xin kính mời nhà chùa và Hội Phật giáo xã Phú Lương cử hành lễ cầu siêu cho vong linh cụ. Thì nhà Phật xin trân trọng kính mời gia đình các con cháu ra trước lên sàng để làm lễ cầu siêu cho hương linh của cụ. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tôn Sư Phật là thế lớn đại từ đại bi vô biên. Bổn Sư cũng là tín đồ Phật tử chùa Linh Nam. Hôm nay cũng đã 2 năm vui quy ẩn về với tổ tiên cũng như là đi theo Phật, con cháu trạng nghĩa công ơn dưỡng dục sinh thành. Hiện thời nhà chùa cũng tạm ra chung để làm lễ nhập niệm cũng như là tụng kinh niệm Phật vãng sinh hồi hướng cầu siêu cho hương linh của cụ. Xin phép ban tổ chức lễ tang đến thời giờ làm lễ cầu siêu, nhà chùa cùng các vị tín đồ Phật tử sẽ cử hành làm lễ cầu siêu cho hương linh của cụ. Nam mô A Di Đà Phật. Trai cụ và thắp tuần nhắc kính viếng vong linh cụ.
thấy bà là thành viên trong buổi sinh vật cảnh với con trai cụ. Lời cảm ơn của gia đình bà tăng lên ghế. Tiếp theo chương trình lễ viếng cụ, chúng tôi xin trân trọng kính mời cháu Đầm ở xóm 3 là bạn ven bền anh Quân, hai con trai cụ và Tất Tuần nam kính viếng vong linh cụ. Thank you.
xin gửi tới các cụ, các ông, các bà trong chi hội người cao tuổi thôn Duyên Phú lời cảm ơn của gia đình và bạn thân mến. Lễ hội cao tuổi là một tháng cầu thân nhân. Đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân xã Phú Lương lời cảm ơn của gia đình và ban tác giả. Xin gửi tới các ông, các bác, các anh đại diện cho công lạc bộ cựu quân nhân thôn Duyên Phú lời cảm ơn của gia đình và ban tác giả. Đoàn phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
công các bà thân bằng cố hữu nội ngoại xa gần. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, vợ, mẹ chúng tôi tên gọi bà Đoàn Thị Nhuận, tên thường gọi bà Chiêm, sinh năm 1928 tại thôn Viên Tục, xã Phú Lương, huyện Lâm Hưng, tỉnh Thái Bình, là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Phú Lương, hội viên Hội Phật Giáo Chùa Linh An xã Phú Lương. Vợ, mẹ chúng tôi trong thời gian dài lâm bệnh trọng, mặc dù đã được các bác sĩ Đông Tây tận tình cứu chữa, con cháu nâng rất động viên, bà con lối xóm thăm hỏi động viên ân cần, nhưng vì tuổi cao sức yếu bệnh trọng, vợ mẹ chúng tôi không qua được. Người về khỏi bình an hồi 22:16 ngày 24/12/2022, nhằm ngày mùng 2/12 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 95 tuổi. Nay xin thay mặt gia đình gửi tới quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lương, nhà chùa Linh An xã Phú Lương, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Phú Lương, cán bộ nhân dân, các ban ngành đoàn thể cơ sở thôn Viên Phú xã Phú Lương, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mê Linh, chi bộ, cán bộ nhân dân, các ban ngành đoàn thể thôn Đoài xã Mê Linh, ban tổ chức tang lễ, ban nhạc tang, đội chống cây, xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà thân bằng cố hữu nội ngoại xa gần, họ tộc họ Nguyễn Bắc, nội ngoại tộc họ Đoàn Ngọc, các cụ, các ông, các bà thông gia liên gia, các ông, các bà thông gia liên gia với con cháu, bạn bè đồng môn, đồng ngũ, đồng niên, đồng nghiệp, đồng môn của gia đình, của con cháu, các tổ chức hiếu nghĩa, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, dự lễ viếng và tiễn đưa vợ mẹ chúng tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia đa sự, buồn tiếc thương chia ly, gia đình sẽ không sao tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong được thể đất nhân tình lượng thứ. Theo một gia đình các chủ, chồng cụ ông Nguyễn Văn Chiêm, trưởng nam anh Nguyễn Văn Phát cùng con cháu đồng bái tạ. Tổ chức tang lễ thôn Duyên Phú xã Phú Lương và gia đình tang chủ trưởng nam Nguyễn Văn Soát đồng kính báo trên hệ thống đài truyền thanh xã, cụ bà Đoàn Thị Nhuận, tên thường gọi bà Chiêm, sinh năm 1928 tại thôn Duyên Tục xã Phú Lương, huyện Lâm Hưng, tỉnh Thái Bình, cụ lâm bệnh trọng và tạ thế hồi 22:16 ngày 24/12/2022, nhằm ngày mùng 2/12 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Kính thưa tăng lễ, lễ viếng cụ được dòng họ, gia đình và ban nhạc tăng đồng tổ chức đã chu viên hoàn tất. Tiếp theo chương trình là lễ tưởng niệm và lễ tiến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Mai Danh Nhu, thôn trưởng thôn Viết Phú, ông Nguyễn Trọng Dung, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cùng ban tổ chức tang lễ xin kính mời điều hành chương trình. Kính thưa
hương hồn cụ Đoàn Thị Nhuận. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và ân thân nhân gia quyến, thay mặt ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân thôn Duyên Phú, tôi xin trịnh trọng tuyên bố lễ an táng hương hồn cụ Đoàn Thị Nhuận được bắt đầu. Đề nghị đội nhà tang cử hành nghi lễ. Đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, quý tổ chức chính trị xã hội, xã Phú Lương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân và ân thân nhân gia quyến kính mến. Hôm nay, đương giữ ốc, cán bộ và nhân dân thôn nhà đã và đang thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời thi đua lao động sản xuất những ngày tháng cuối cùng năm 2022 và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện tốt đề án sản xuất vụ lúa xuân năm 2023 dành nhiều hứa hẹn, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội, sát cánh chung sức đồng lòng cùng địa phương xây dựng quê hương xã Phú Lương ngày thêm giàu mạnh. Thì một tin buồn đến với gia đình của ông Nguyễn Văn Chiêm cùng các con các cháu với gia quyến nội ngoại xa gần cùng nhân dân xóm thôn Duyên Phú và cộng đồng làng xã. Cụ Đoàn Thị Nhuận trong những ngày qua tuy tuổi cao sức khỏe giảm, song cụ vẫn sống vui sống khỏe bên người thân và gia đình, với xóm thôn cụ vẫn chan hòa mẫu mực. Với gia đình cụ vẫn chan hòa mẫu mực, nhưng kỷ vật đã tàu hóa sinh có hạn, tử lại bất kỳ, cụ đã chút hơi thở cuối cùng về chốn bồng lai tiên cảnh vào hồi 22:16 ngày 24 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 12 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Kính thưa quý vị đại biểu, 95 mùa xuân mùa hoa nở sao nhanh là vậy, nay cụ mão nguyện bụi trần về theo tiên tổ, để lại sự thiếu vắng trong gia đình dòng họ, niềm tiếc thương không gì bù đắp được. Từ đây thôn Duyên Phú mãi mất đi một công dân cao niên mẫu mực, thượng thọ bách niên giá lão, khép lại vành mi từ giã khói trần. Các tổ chức đoàn thể mãi vắng bóng một thành viên mẫu mực thân thương, xin chia sẻ gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúc cụ thanh thản nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Kính thưa quý vị đại biểu, giờ đây thắp nén hương thơm thành tâm kính viếng, xin chúc cụ thanh thản trốn bồng lai, lòng nhớ thương đứng trước dạ đài, trong im lặng nghiêng mình vĩnh biệt. Để tưởng nhớ hương hồn cụ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Duyên Phú do đồng chí Phạm Xuân Nghị, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn vào đặt vòng hoa thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Oh,
ban tổ chức trân trọng cảm ơn đoàn. Thưa quý vị đại biểu, vậy là một nén hương thơm đến với người mà lòng thương nhớ mãi không nguôi, gửi gói đồng văn nơi cực lạc dưới bóng bàn hoa mãi thành thơ. Làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi hội nông dân thôn Duyên Phú do ông Mai Trọng Kê chi hội trưởng làm trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Cảm ơn đoàn. Kính thưa hương hồn cụ, thưa quý vị đại biểu, với cụ đây là nghĩa tâm giao, đã một thời gắn bó cùng nhau, nay cụ vội lâm chung tạ thế. Nghĩa quê hương và tình đoàn thể có nén hương trầm về kính viếng hôm nay. Chúc người ngon giấc ngủ say, ngàn thu vĩnh biệt tháng ngày nhớ thương. Làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi Việt Nam xã Phước Hương do ông Nguyễn Trọng Dung chủ tịch hội làm trưởng đoàn vào đặt vòng hoa thắp hương và đọc lời nhớ. Đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ngành giới xã Phú Hương và thôn Duyên Phú cũng như các đại địa phương khác, kính thưa hương linh cụ Đoàn Thị Luận, kính thưa gia đình hiếu chủ, kính thưa các cụ công các bà hội viên người cao tuổi, họ hàng nội ngoại thân hữu gần xa, kính thưa các quý vị hiện diện tại đây, kính thưa ban tổ chức tang lễ thôn Duyên Phú. Được biết tên cụ 250 ngay quy về tên tổ, hướng tâm theo Đức Phật về chốn Tây Phương cực lạc. Hội người cao tuổi Việt Nam xã Phú Hương cùng cán bộ, nhân dân thôn Duyên Phú và gia đình, dòng tộc về đây làm lễ tưởng niệm và đưa tiễn cụ Đoàn Thị Luận, tên thường gọi cụ Chiêng, về nơi yên nghỉ chốn vĩnh hằng. Trước hết xin thay mặt hội người cao tuổi Việt Nam xã Phú Hương trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị, cụ Đoàn Thị Luận sinh năm 1928 tại thôn Lương Tộc xã Phú Lương, nay cư ngụ tại thôn Duyên Phú. Cụ đã nhập hội người cao tuổi Việt Nam xã Phú Lương ngày 15 tháng 8 năm 1985, sinh hoạt tại tổ hội 6 chi hội người cao tuổi thôn Duyên Phú. Cụ được hội người cao tuổi mừng thọ 4 lần, lên tuổi 75, tuổi 80, tuổi 85 và chúc thọ tuổi 90. Cụ đang được hưởng chế độ chính sách theo nghị định 136 của Chính phủ. Kính thưa các quý vị, cụ Đoàn Thị Luận xuất thân thời kỳ thực dân phong kiến, cảnh khó khăn nghèo túng quanh năm, chân lấn tay bùn ung thu cuộc sống, lớn lên theo đạo tâm tòng, cụ xây dựng mái ấm tình yêu thương chan chứa mặn nồng, tình chồng nghĩa vợ sớm tối không lo, đói no trong cảnh ngộ hội ngộ, chung niềm vui lao động tạo thành 17 người con trưởng thành danh thơm hiện đại. Cụ tham gia công tác xã hội với 7 người con, công tác đoàn thể địa phương khó khăn gian khổ, kinh tế gia đình chống trước cuộc sau, nay các con cháu học hành tham gia công tác, 6 người con tham gia quân ngũ, là cán bộ đảng viên được tình mẫn cán, góp phần công xây dựng cuộc sống ấm êm, thôn làng đổi mới, khang trang tươi đẹp,
là công nhân cụ luôn làm tròn bổn phận, là đạo lý cương thường, tên trên dưới phân minh, hiền hòa giản dị, trong tháng lương tâm, tình làng xóm họ hàng thân ái, nghĩa hội viên phụ nữ nông dân người cao tuổi gần gũi mến thương. Từ ngày gia nhập hội người cao tuổi, cụ luôn được bình xét là hội viên cao niên mẫu mực, tích cực đóng góp phong trào hội, gia đình con cháu chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, mọi người kính nể yêu mến gần gũi thân thương, thật là diễm phúc con cháu gặp nhà, đúng là sống khỏe thắt mong con cháu thương yêu lệ tràn miến nhớ. Sinh thời cùng gắn đời với Đạo, phép chân quy tam giới Phật Di Đà, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, niềm tin trong sáng của hàng mong ước, nay cụ thăng mây cưới hạt về chốn vòng lai tiên cảnh, nương bóng Phật ngự chốn tiên phương. Gửi gắm niềm tin chốn đạo tràng, hội người cao tuổi Việt Nam xã Phú Lương chia sẻ nỗi niềm cùng cụ ông và con cháu. Lời cầu chúc cho cụ an nhất niềm thu cùng tiến tổ, siêu sinh tình độ đất Phật Tây Phương, mọi yên mã đẹp thủy mát đất lành, hương thơm hoa thắm quanh năm ngạt ngào, một phút mặt đẹp bắt đầu. Xin kính mời ông Nguyễn Trọng Thanh, Phó Chủ tịch Hội, cùng các quý vị lên thắp nén tâm nhang vĩnh biệt cụ. Cho gia đình lên phát biểu cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, thay mặt cha tôi cùng toàn thể anh chị em con cháu trong gia đình, lời đầu tiên tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, và xin được nói lời cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất để gửi tới ban tổ chức tang lễ, cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban công tác mặt trận thôn, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của xã Phú Lương, của thôn Viên Phú. Tôi xin gửi tới các vị đại biểu, đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương, cơ quan nơi con cháu trong gia đình làm ăn sinh sống và công tác. Tôi xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các em, các cháu là những người thông gia, viên gia, thân bản, cố hữu, khu xóm láng giềng bầu bạn gần xa của gia đình và toàn thể anh em con cháu trong gia đình. Tôi xin gửi tới các ông, các bà, các anh, các chị đảm nhiệm các công vụ phục vụ nhà đám. Tôi xin gửi tới
toàn thể gia quyến họ hàng nội ngoại tộc của gia đình ta. Kính thưa quý vị, người mẹ muôn vàn kính yêu của anh chị em chúng tôi đã đường đột rút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của anh em chúng tôi hồi 22 giờ 16 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022, kết thúc 94 năm thực hưởng quá trần đầy gian nan vất vả truân chuyên. Mẹ tôi ra đi theo lẽ tự nhiên của tạo hóa, nhẹ nhàng thanh thản. Có thể nói mẹ tôi ra đi như ước muốn của nhiều người, sống vui đi nhanh. Nhưng không, với anh em chúng tôi, việc mẹ cha tôi từ dã cõi trần là sự mất mát đớn đau không gì bù đắp được. Bởi lẽ cả cuộc đời mẹ tôi dành trọn vẹn cho anh chị em chúng tôi. Lúc trẻ mẹ tôi là đấng sinh thành, là bùa hộ thân, là thần độ mạng của chúng tôi. Tuổi cao, sức yếu, mẹ tôi là trụ cột tinh thần, là keo sơn, gắn kết tình yêu thương, bó bẹt, đùm bọc, sẻ chia. Riêng đối với con cháu chắc trong gia đình, mẹ tôi là tấm gương trong sáng, cần cù, chịu khó, trong lao động, sẻ cho, tiết kiệm trong chi tiêu, nhẫn nhịn, bao dung, nhường nhịn, mẫu mực trong ứng xử, sống là tấm gương, thác để lại dư âm thơm cho con cháu noi theo. Quý vị ơi, mới cách đây 32 tiếng đồng hồ, mẹ tôi còn tươi như hoa, ngồi coi quán nhìn ra đường, luôn mồm chào hỏi mọi người qua lại, lúc nào cũng vui như thế. Vậy mà chỉ còn vài chục phút đồng hồ nữa thôi, mẹ tôi vĩnh viễn xa rời trần thế, gối đất nằm trương ê chề, không ngày không tháng, lạnh lẽo cô đơn, mất mát, một sự mất mát không gì bù đắp và lấy lại được. Bỗng chốc tan tóc, chia ly âm dương, cách biệt vàng hoàng hẫng hùng, tưởng chừng không thể gắn gượng được. Nhưng chính trong thời khắc nghiệt ngã đến vô vọng, anh em chúng tôi được sự cưu mang, giúp đỡ, động viên, chia sẻ của quý vị. Những tình cảm chân thành, những nghĩa cử cao đẹp, những lời nói nụ cười chia sẻ cảm thông của quý vị, vừa là vật chất, vừa là tinh thần, giúp đỡ anh em chúng tôi vượt mọi khó khăn, lo việc hậu sự cho mẹ tôi tương đối chu toàn. Thật là trải qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Xin khắc cốt ghi tâm cảm ơn và cảm ơn quý vị thật nhiều. Lời thỉnh cầu sau khi đưa mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị trở lại gia đình này, cho anh em chúng tôi có cơ hội chia sẻ nỗi niềm. Xin được thật rất mong được tọa nguyện. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Thị Nhuận, kính thưa quý vị đại biểu, giờ phút âm dương cách biệt đang gần khép lại, với tình cảm xóm thôn quê hương dành cho cụ, phút nhạc buồn thay cho lời tưởng niệm, tôi đề nghị quý vị đại biểu về dự buổi lễ hôm nay đứng dậy dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức lễ tang thôn Duyên Phú, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã về tại gia đình dự lễ và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin được cảm ơn ban nhạc tang, bộ phận giúp việc cho gia đình và ban tổ chức tang lễ thôn Duyên Phú. Tôi xin tuyên bố buổi lễ an táng hương hồn cụ Đoàn Thị Nhuận được kết thúc tại đây. Lễ tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được bắt đầu tiến hành. Đề nghị các bộ phận bắt tay vào công việc.